Em xin kính chào các bác nha. Đã đến với video của em, kênh hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một mẫu nồi VIP của hãng là Panasonic, mẫu 1 lít cao tầng IH áp suất điện tử cốc nước bù ẩm. Mẫu này nấu ở nhiệt độ 220 độ C, cơm cực kỳ ngon. Với cái mã nè, đó, Panasonic mã. Một dòng ngoại thất các bác xem nha. Mẫu này là 1 lít nấu cho 5 người ăn, mỗi lần nấu là được 3 bát gạo, thuộc phân khúc VIP xịn sò nhất hiện tại của Panasonic. Mẫu Panasonic chiên cơm mềm dẻo, có cốc nước bù ẩm, có đèn led, có là nấu xôi, cháo, gạo lứt, cơm mềm, cơm dẻo đầy đủ. Một dòng cho các bác xem nè, thì hàng em đã test ok ngon lành mấy lần rồi đó. Một lần nước sôi, một lần nấu cơm, nhưng các bác mua thì em sẽ là test thêm một vài lần nữa cho nó đảm bảo chất lượng đưa đến tay các bác. Em bảo hành cho mình 6 tháng sản phẩm nồi cơm các bác đang xem. Mua hàng chụp hình gửi qua Zalo cho em. Nồi này sản xuất vào 2016. Thì hiện tại em đang bán đổi nguồn điện 2000W nha, giá là 550.000 đồng. Đổi nguồn điện 3000W em bán 700.000 đồng. Thì đây là cái mã điện áp công suất. Đó. Thì em xếp hàng này có cọc. Những bác mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quận huyện thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản đủ em giao gáp tầm vài tiếng đồng hồ là mình nhận được, thì theo cái nhu cầu của một số bác đó. Đẹp chưa các bác, chưa, nồi đỏ rất là đẹp, hàng đã qua sử dụng nha các bác, cũng còn rất là đẹp nè. Rồi đi vào nội thất cho em, gon xanh đẹp, lồng cũng đẹp, cốc nước nấu thì đổ vào đây 2/3 cốc nước cho em, nó sẽ đun sôi và nó phun sương ở đây. Vào bên trong áp suất cho em, áp suất điện tử là như thế này đây, áp suất điện tử qua điện tử đó. Vào bên trong nữa cho em là bên phần gion xanh lè đẹp luôn. Lồng rất là đẹp đó, các bác xem nha. Đó thì em quay rất là cận cảnh. Nếu mà mình có nhu cầu thì mình coi từ từ các bác, rồi mình mua nè. Đó, làm rất là đẹp nè. Thì hàng Sài Gòn mà vậy thì quá ok rồi các bác. Chứ giờ mà kiểu như là mình mua cái hàng cũ, hàng Sài Gòn thì cái giá tiền nó đâu bằng với cái hàng mà mới. Mình chấp nhận về cái phần ngoại thất nó không được đẹp như lúc ban đầu, thì cái tiền thì nó cũng đâu có như lúc ban đầu đâu các bác, nó rẻ hơn rất là nhiều. Mình tìm đến những cái hàng này thì mình cái nhu cầu của mình là cái chất lượng các bác. Đó thì nó sẽ là đáp ứng cho các bác cái chất lượng và cái cơm ngon. Thì nồi Nhật nấu bằng công nghệ từ là công nghệ IH đó, cơm rất là ngon các bác. Đó, hạt cơm nở đều, thơm ngon, mềm dẻo, không bị vỡ nát như những cái nồi cơm thông thường, giữ được cái nguyên chất dinh dưỡng. Hạt cơm nấu ra là rất ngon, thơm, mềm dẻo. Ngoại thất nội thất xong, em đi vô phần cắm điện báo giá. Giá cả thì sẽ công khai, mong rằng các bác mua hàng vui lòng đừng mặc cả. Em cảm ơn, chân thành cảm ơn. Thì các bác ơi, em đã cắm điện vào rồi, thì màn hình nó ẩn, bây giờ nó hiển lên. Thì xài này là không bao giờ hết pin nha. Đèn led nè, sáng đèn. Đó, một tiếng nó sẽ hiển thị chứ. Cái thời gian nấu, nấu thông thường nồi này là 48 phút. Tắt cho em là lúc này, hâm cơm là lúc này, không hâm mình tắt, chọn gạo là lúc này. Đó, chọn chế độ nấu là lúc này. Cái nút này là để di chuyển thôi các bác. Nút này là để mình cài đặt lại thời gian này kia rồi nè. Đó, 10 phút sau thì nó sẽ là mặc định lại cái thời gian mình cài. Em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác là chi tiết nha. 10 giây sau chứ em lộn, 10 giây sau. Đó thì chờ lại 10 giây thì mình ra đây đi. Đó rồi, trở lại. Đó thì bây giờ cái nút nấu cơm. Nấu cơm. Đó. Nút tắt. Thì mỗi chức năng nấu thì nó sẽ là hiển thị cái thời gian khác nhau, chứ không có chức năng nào mà nó giống chức năng nào đâu các bác. Thì em sẽ có video hướng dẫn cho các bác gọi là chi tiết nha, để nó nên nó sẽ mất cái thời gian. Thì bây giờ là cái hẹn giờ nè, nó có nhiều khung giờ nè, chọn được khung giờ nào bấm nút nấu thì sẽ đúng cái khung giờ này cái cơm gia đình các bác ăn. Trước khung giờ này tầm một tiếng nồi sẽ nấu, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây, chín nó sẽ về đây. Tắt cho em. Thì mẫu này em đang share cho các bác cái giá là 3,2 triệu, 3,2 triệu. Mua hàng các bác vui lòng cọc cho em 500.000, còn lại thanh toán bên giao hàng và tiền ship. Lưu ý cọc là các bác trả tiền ship, chuyển khoản đủ em bao ship, bảo hành 6 tháng. Những bác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh
chuyển khoản đủ em giao gấp, tập dài tiếng đồng hồ là mình nhận được, tùy theo mình xa gần. Hàng nội địa của Nhật lưu ý cho em là điện 100 và 110 mình cấm nhầm điện thì em không bảo hành. Thì không bảo hành là sao? Nếu có nhầm điện thì hỗ trợ cho em tiền sửa. Còn trong thời gian sử dụng thì hư hỏng thì em chịu trách nhiệm. Thì qua 36 tháng thì em vẫn là hỗ trợ các bác kỹ thuật này kia rồi, cứ yên tâm. Mình trao đi cái niềm tin, mình nhận lại cái chất lượng thì mình coi đúng nhu cầu thì mình mua, liên hệ với em. Thì kết thúc video, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem vui vẻ. Em chân thành và hẹn gặp lại. Tạm biệt các bác.